Các bác nhá, đây này, em này vàng này, em này vàng vàng trắng đen đấy, mai em gửi đấy, gửi cho các bác nhá, gửi về Thanh Hóa Nghệ An này đấy đấy, ok chưa đấy, đây rất là đẹp luôn đấy. Nhàn chứ hả? Nuôi là được nhà. Nuôi là điều nhàn đúng không? Ừ. Như gà ấy mà. Ở đấy đúng rồi. Cho thiếu hả? Thiếu lồng. Được, cho hai con một được. Con nhỏ. Con nào nhỏ nhỏ cho hai con một lên được. Con này to nhỉ, toàn con này to nhỉ. Đúng không? Để cho em này toàn toàn những con to nha, anh bán giống rồi như này. Qua em đến nhà. Đây, gửi cho bạn Nguyễn Vân ở Nghệ An các loại màu luôn, ví dụ như là màu trắng đen này đó, rồi màu trắng đen vàng. Đấy. Đực chim đấy, đã nhìn thấy gì đâu. Cảm ơn các bác, hôm nay là 29 tháng 4, mai 30 tháng 4, bạn nào mua chuột, mua chim, cú gáy, mua đà điểu cứ lên nhà mình nhá. 29 tháng 4 mình gửi chuột về Nam Định đây, cái đây, cái hoa khế đây. Cá ba cái đi, một con cá nữa đuổi xuống đây đi. Nhét cỏ vào đi, nhét cỏ vào trong hộp đi. Nhét cỏ vào đây cho nó có oxy, như này nó có thể uống nước ở trên đường các bác nhá. Thì mình gửi từ bao vì thì 6:20 thì mình gửi, bắt đầu là 7:40 thì bắt đầu chuyển bánh từ Mỹ Đình đi Nam Định. Đấy. Từ từ đây, đây là mình gửi cho bạn này, bạn ấy cũng đã đặt tiền rồi đó. Đấy. Chuột nhà mình rất là ok luôn. Con mình kiểm tra thật kỹ đây, vạch đi này. Đây, con này con cái nhá các bạn nhá, từ coi này, đây con cái rồi, kệ nó. Cái lốt cái lốt cái con cho con đực ba màu rồi. Bắt đi nào, mà bắt nào, rồi đực đây từ nha.
lộ chim. Đấy, được đấy. Đổi cho chú ý một con cái đen đi. Bỏ con cái này vào. Con này con cái đổi lấy một con màu đen đi để cho nó đa dạng màu cho chú ý. Mình làm giống nó phải chuẩn. Đấy, con đen đen khoang khoang sườn. Đấy. Mình làm giống thì mình rất có tâm các bạn. Bán bao năm nay rồi không no là không có khách, không có việc cả. Kênh của mình ngày nào mình gửi hàng như này. Đấy. Nó dính chưa? Dán vào. Chưa, ở cái chỗ chân đấy. Mình dính như này là mình tí nữa mình phải dán tem vào từng cửa một đấy. Tí nữa mình phải dán tem vào cho mình. Chống cái trường hợp là nhà xe hoặc là có trường hợp nào đấy móc ruột. Ừ, không phải đùa đâu. Thế thôi. Tí nữa lên dán tem vào. Đây nha các bạn nhá. Đây là khách hàng của mình đây này. Bấm vào giữa màn hình này. Đây. Khách hàng của mình là 0852404555 về Nam Định nhá. Đấy, thì khách hàng này là mua là 5 chuột đấy. Thôi đi lên đi. Cầm tắt lên, bê lên. Bê lên đi để dán tem, lấy cái tem dán vào các cửa này. Thì báo cáo với các bác là chuột thì nhà mình rất là nhiều ô chuồng nuôi như thế này. Đấy. Mình nuôi thực tế là mình nuôi dân dã thì mình để giống cho các bác thôi. Đấy. Ăn nuôi rất là dễ nuôi thôi. Đây vậy. Dưới ô dưới thì mình trang trại kia thì khoảng 50 con lái bố mẹ. Đây cũng là một vài con lái bố mẹ các bạn nhé. Con kia đang chửa to tướng. Chim, chim chuột, đà điểu. Ngày nào mình cũng live stream chia sẻ về chim, về chuột, về đà điểu các bạn nhé. Đấy, trang trại của bên mình thì trang trại chim, trang trại dài tút hút ở dưới kia. Đấy, các bạn thấy là mình cũng đầu tư cơ cấu rồi chuồng trại. Đấy, các bạn thấy là một cái lối đi dài tút hút xuống dưới kia luôn. Đấy, từ gà, chim, chuột, gà là để ăn lúa, chim. Đấy. Thì cũng báo cáo với anh em là chim chuột, gà, đà điểu, lại cỏ. Đây là nhà trên, nhà dưới mới nhiều. Đấy, các bác nhìn đây. Chuột lúc nào em cũng phải hậu bị. Em nhốt từng ô này nó dễ nuôi. Em để cái tấm ván này để cho nó khỏi bị lạnh chân, bị tụt chân. Rất là nhiều màu. Rất là nhiều màu đúng không các bác? Đấy. Đây coi công tắc này bà. Đấy, mình tắt điện. Chim. Đấy. Báo cáo với các bác là như vậy. Em sẽ đi dần lên trên kia. Đây, đâu. Bây giờ nhá, tất cả các bác khách hàng khi mà nhận chuột, nhận chim của em là tại những cái hộp này là em chỉ có dán một cái lớp băng dính và đè lên cái này, không có dấu hiệu dán nhằng nhịt. Đấy. Không có dấu hiệu dán nhằng nhịt. Đấy. Em dán hết những cái cửa này. Đấy, các bạn nhìn đây, 5 cái hộp này. Thực tế là em gửi về Nam Định. Đấy. Thì trên mỗi cái hộp này thì em cố gắng làm sao là niêm phong. Đấy. Các bạn nhìn nhá. Các bạn nhìn là em dùng cái băng dính là nó có cái răng cưa. Đây là những cái vết ngắt của cái băng dính có răng cưa nhé. Chứ không phải là dùng kéo. Đây. Thì tránh cái được trường hợp là bị đổi hàng hoặc là móc ruột. Đấy. Thực tế là em hôm vừa rồi em
gửi đà điểu là cũng có một trường hợp là móc ruột và ăn vụng không biết chùi mép, coi như là dán lại của em nhưng mà lại là dùng bằng dao cắt đấy. Khi mà khách hàng của em về nhận và quay video thì là nó không còn phải là cái răng cưa này nữa, nó cái vết ngắt của nó, vết ngắt của nó đây, vết ngắt của nó là nhiều đúng như của em, nó phải có cái răng cưa này do nó dùng cái dao ngắt băng dính đây. Thế nhưng mà về là cái vết cắt bằng kéo đấy, ăn vụng không biết chùi mép, rất là bức xúc. Nhưng mà em sẽ cho ra vụ này ngay. Đối với em thì đơn giản cái chuyện đó. Thì báo cáo các bác là đây là cái kênh của em. Em thì làm về cái con chuột lang này cũng rất là nhiều. Ở khu vực miền Bắc thì em bán rất là nhiều giống cho bà con. Đấy. Tại quê hương Ba Vì thì em cũng gây dựng anh em trong nhà, gia đình gây nhiều, rất nhiều những ô. Nhà thì 50 mái, nhà thì 200 mái. Cái lượng em cung cấp ra trên một năm thì chuột này là khẳng định với các bác là số 1 miền Bắc luôn. Miền Nam thì em không dám nói. Nhưng mà cái lượng chuột giống mà em cung cấp ra thị trường ở miền Bắc là rất nhiều. Đấy, rất nhiều luôn. Thì đối tượng của chúng ta thì khách hàng đa phần là chơi cảnh. Các em, các cháu, thiếu niên, nhi đồng. Một số các nhà nghiên cứu thì dùng để tiêm thuốc. Một số người thì nuôi ít để cải thiện bữa ăn. Đấy, một số người thì nuôi gây giống để bán giống. Nói chung là nó cũng kiểu như họ nhà thỏ. Con cái thì chửa thì đẻ 4-5 con. Một nứa, mà một năm thì khoảng 5 nứa. Con đực thì nó nặng khoảng 1 cân trên dưới một chút thôi. Đó. Các bạn nhé. Số điện thoại của em đây. 0335305982. Đây là số 2 số 3 số. 0989177982 và 037 5897487. Kênh trên kênh YouTube của em là kênh Chim Cú Gáy Hay. Em có bán cả cái giống chanh ra quả quanh năm 4 mùa này nữa. Và báo cáo với các bác thì hiện giờ thì đã là 6 giờ 10 rồi. Em chỉ còn có 10 phút nữa thôi. Đấy. Thì đâu rồi, chim đâu rồi? Đây rồi. Đây là một cái đơn em gửi chim cú gáy. Em gửi một đôi trống mái và một con trống lẻ. Đây. Em ghi rõ là 3 chim, 3 hộp về Kỳ Anh Hà Tĩnh. Số điện thoại là 0919907382. Khách hàng này khách hàng quen, nên là khách hàng đã chuyển khoản hết rồi. Họ đã từng mua của em một đôi đa một lần mua chim rồi. Nên là khi khách hàng quay lại là mình rất là mừng. Em ơi lấy cái tem phiếu dán vào cái này kìa. Bỏ đây đi. Không, dán cái tem ở cửa này. Mình bây giờ mình phải dán tất vào. Tránh trường hợp là mất cái quyền lợi của khách hàng. Khi mà các bạn nhìn thấy cái vết dán có cái tem này được nguyên, không có nhiều lớp băng dính dán ra dán vào, và đặc biệt là những cái băng dính này là phải là những cái lớp có răng cưa nhé các bạn nhé, là bình thường. Còn nếu như không bình thường thì mình sẽ báo luôn là như thế này, như thế này. Còn về cơ cấu hôm nay các bạn nhìn cho rõ là mình sẽ đưa anh xếp cho người băng dính. Gắn nè vào luôn. Đấy. Nè đè luôn hai cái đè. Đấy. Các bạn thấy chưa? Đây là cái vết cắt này. Đây là cái vết cắt các bạn về này dao nam về kéo cắt ra để lấy chim. Và đây là cái thông tin của cái tem của mình. Đấy. Tôi yêu một tiếng chim cu cây đa giếng nước nơi du của bầm. Câu thơ thương hiệu của đồng chí Thao, kênh Chim Cú Gáy Hay. Đó. Thì các bạn thấy là đây là trong này thì mình đánh dấu một con trống lẻ là đeo hai cái vòng một bên chân phải. Tính từ đằng đuôi nhìn lên các bạn nhé. Đấy. Thì khi mà bạn nhìn nhận chim thì các bạn nhìn thấy là cái dáng của mình là nó đều bằng cái băng dính ngắt hết. Và nó không, khi mà dấu hiệu là nó cái tem mác ấy nó phải nguyên các bạn nhé. Đấy, nguyên si. Đấy. Em mắc luôn chi.
vết vết băng dính đây. Ở đi gửi đi em ơi, đến giờ rồi. Này, lúa này, nhập lúa cho chim. Hộp giấy để gửi chim đi các bạn nhé. Mà đây là cái logo, cái thông tin của mình. Có lẽ là video mình xin dừng tại đây. Mình muốn chia sẻ với các bạn biết về cái cách mình đóng dán hàng. Và mình chia sẻ với các bạn về những cái việc rủi ro trong quá trình bán hàng, gửi hàng. Và cũng như là bảo vệ quyền lợi khách hàng của các bạn trong cái video ngày hôm nay. Xin chân chào, thân ái chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Chúc các bạn thành công trong cuộc sống. Thank you.
yêu sao tiếng gáy chim cu, gầy đà bể nước lời ru của bầm.